chào Trung. Dạ, con chào bố Cầm. Chào cô chú anh chị đang trên live. Bữa nay có vụ gì mà bố tám sớm vậy? Bên đó là đang buổi tối hả? Anh đang live. Tao thấy là không có chuyện gì đâu, vô live chơi mày. Tao mày vô chỉ cầm biển đó, trên live Facebook của tao đó. Mày vô trong live chơi. Anh nói cái gì? Mày vào trong live của tao mày chơi, anh đang live. Anh đang live stream. Tại vì thấy em gọi không biết có chuyện gì không. Rồi ok, vô đi. Ừ. Có mà không phải, tại vì bố thấy một cái tin mà Việt Nam mình nó xóa bỏ, nó sắp sửa nó kiến nghị nó bỏ cái xét nghiệm y tế ra. Cho nên ra vì đó ra bố khoái quá, bố ra kìm, bố thông báo cho ông bạn già. Rồi ông bạn già tao không đi đâu mất tiêu, không đi chắc thể dục thể thao rồi, không chạy ra ngoài đường rồi. Với lại vui lên nó xào xạo cho lên cái vui, cái tao không chủ trương là bữa nay là live. Dạ. Yeah. Ok thì cũng sẵn mấy chuyện đây thì với lại mấy cái một phần về vấn đề là bố muốn nói là những lúc gần đây thì tao cầm diễn đàn chắc không hay lắm, bởi tao nói những cái gì cứ mỗi dịp 30/4 về thì mọi cái sự mà gọi như tất cả những cái người mà chống phá Việt Nam hoặc là những bọn gọi lại khác như là coi như là dân chủ cụi rồi cái đám coi như là không có thích Việt Nam, tổng cộng cực đoan đi, thì họ lại lên đồng họ nhảy múa rồi họ làm đủ trò cho trời, và họ nói những cái chuyện rất ư là rùi bu chống phá Việt Nam đằng bằng đủ mọi cách, có nghĩa là cái gì chống được thì chống. À, mẹ tôi nói cái là cái chống bất kể mà chống ngày đêm sẽ chống riết là chống gậy luôn, và cũng cứ chống cái chuyện tào lao, cái chuyện cái kéo cũng chống, cái búa cũng chống, cái kềm cũng chống, là đủ cái chung là nước mắm cũng chống, nói chung là cái gì cũng chống. Tao tức cười quá à, mà trong khi đó thì tất cả tình hình thế giới ai cũng xác nhận là Việt Nam mình đang đưa lên, thậm chí thành cái bài báo này thì giờ nãy thì coi là một bài báo của Trung Quốc chứ không phải là bài báo của Việt Nam, mà cái tờ báo của Trung Quốc nói Việt Nam nó không biết vì lý do gì mà một cái đất nước nhỏ xíu à, đồ mắc mặt bây giờ là xuất khẩu lúa gạo và nhất gì thế giới, rồi hiện giờ là coi như tôm cá rồi để mà nuôi cái hoặc là nuôi thủy sản rồi đây kia thì cũng vượt bực, nói chung là nó cũng phải mua thủy sản của Việt Nam mình luôn, chính vì đó nó là một bài báo nó kêu là nó dân mạng Trung Quốc là nó nói Việt Nam thật là vi diệu, ok. Trong khi đó thì những người mà chống Việt Nam mình thì ngược lại họ đi tìm đủ mọi cách, từ cái xe, từ cái nước mắm, từ cái đoàn chải, từ kem đánh răng, nói chung là xỉa sói vào những cái chuyện rất là buồn cười. Thế ta muốn nói gì ta? Đỡ bây giờ mình nói chung là mình lên đây mình khịa chơi thôi, nó hẳn gì thôi. Với lại thì bố thấy đất nước mình hiện giờ trong nước thì sắp sửa tới ngày lễ rồi, tao thấy ở dưới trong đất nước mà có những cái video của nhà hàng như ống kính đường phố rồi cái gì đó cái rồi nó đi coi vậy, đang trong mùa lễ cho nên bị đó họ đúng là tung. Ok. Ê, chào lính tăng đủ trời chết mẹ nhập viện nữa rồi đủ gì kỳ vậy sôi mày lên. Yeah. Mày đứng làm nó xôi nha mày. Con chào chú Linh Tăng nhá. Chào Long Vị Già nhá. Chào bạn gì nhỉ? Bạn gì đây này? Tôi tên là cháu Trung cũng giống tên mày á. Cháu cũng tên Trung. Dạ. À thế à. Già Trung trẻ đi. Ok. Tên này thì hôm nay này Long Vị Già mày này biết lên con vịt kìa. Trời ơi, tao đi mò nãy giờ tao mò hai tiếng đồng hồ đó. Tao không biết làm sao mà để ghim cái lừng linh xuống, tao ngồi tao mò vẫn tao làm riết rồi hồ sẽ làm cũng được. Rồi tao cứ mò, tao không làm đâu, khó vậy, nhưng mà bây giờ cũng là làm được rồi, tao nhớ rồi, tao ghi vô sách. Bây giờ già rồi lẳng này, không phải lẳng mà tao hay quên rồi, giờ làm thì tôi ghi vô giấy, mẹ bốc có gì đâu mà làm lại, y chang vậy đó. Em có bệnh gì đâu, thấy người nó mệt này, nhà nước nó cho bảo hiểm 100%, nó cứ mệt là ra viện thôi. Ra viện nằm nó bảo dưỡng sức khỏe thôi. Làm mấy chai là tuần hơn tuần thế này. Làm mấy chai gì? Tí rồi. Là chai dạ. Là chai thay gọt hay là thay gơ? Nó lại rồi. Bởi chắc là là bia Hoàng Sa đấy. Chắc là Hoàng Sa. Thì đây tao về là mày phải mua trúc bạch tao uống nha, rồi tao hẹp ly bia trúc bạch lắm á. Ok, bây giờ về đi.
Trúc Bạch còn không mày, còn bán không, tao không thấy trên thị trường nữa. Rồi cứ về đây rồi tìm sẽ có. Tao yeah. thấy tao đi nữa mày. Tại sao cái bia Trúc Bạch là đó là có kỷ niệm cách đây cũng 37-38 năm mà. Tao ra là Hà Nội lần đầu tiên hồi xưa làm cơ quan. Thì ra ngoài đấy thì bia Trúc Bạch thì rất là ngon. Thời đó rất là ngon mà bây giờ không có thấy mục tiêu luôn. Ồ, em này thích dùng loại Heineken loại non cao cao đấy anh Cầm. Đấy. Đấy, Heineken nó là cao cao đúng không? Thế... Tại vì cái bia Trúc Bạch á nó vẫn còn cái hương vị của thằng đế quốc Pháp ngày xưa. Cái nhà máy tôi nghĩ chắc là của Pháp. Não lại nhập rồi, nó là thực dân Pháp là Mỹ đế thôi. À, Mỹ mới là Mỹ đế, là thực dân Pháp này nó phải... nói đúng không được chết toi bây giờ đấy. Yeah. Chết thì tao người ta hết sợ, hồi xưa tao ngại tao nghĩ là sợ cái này, nhưng mà tại vì mình nói luôn tao lung tung, chứ bây giờ tao nói tao khí luôn, tao vì tao đứt sợ luôn được quá. Tao sợ luôn. Nào bây giờ là ủa Trung nói đi Trung. Dạ. Dạ thế này này, em nói bên này cũng gần đến ngày 30 tháng 4 rồi đúng không? Cái ngày này mà ngày các ở bên các bác cờ vàng nó ngày tháng thứ đen, ngày quốc hận à. Thế thì anh Cầm cái cảm nghĩ thế nào về ngày tháng thứ đen, ngày 30 tháng 4 này, anh vui hay là anh buồn? Anh không nghĩ gì cả, tại vì hồi tao nói mày nghe, tao nói rồi, tao nói từ bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 là tao quên tuốt luôn, tao biến mất luôn, có nghề đối với tao đâu ra đó, là còn thì còn, mất thì mất, nó chẳng là gì cả. Bởi vì anh nói rồi, nói rồi cái lịch sử mà cuộc sống của anh mà ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh cũ thì vẫn là anh đâu có đi liền một 75 lâu, anh sống khoảng chục năm rồi mới đi được mà, thì ra suốt của chiều dài và năm thì anh phải thấu hiểu, anh hòa cùng vào cái người dân người Việt Nam mình, rồi đói cũng có, khổ cũng có, ăn bo bo cũng có, nói chua ăn bột cũng có, thế nào đây? Ở hồi đấy khổ chứ, hồi 7 năm đến 8 năm nè. Mặt lên nha, bên hả? Dạ. Khỏe không? Khỏe, bố Cầm, chào mọi người. Dạ, bữa nay sao tóc đẹp vậy? Dạ. Chị lạ nha. Con tự cắt á, thấy hay không? Tự cắt hả? Ủa, dạ. Tóc này đẹp á, rồi một bữa sau thấy tóc nào cũng nên điều tóc này. Rồi ra em nói thật, nhớ cái bác cờ vàng, các bác cứ vào ngày quốc hận mấy ngày tháng tư đen đánh đấm ra con chó gì đánh như này để chạy tụt quần rồi rồi còn hận mấy cái gì nữa, hận cái nỗi gì nó oan nỗi gì nữa mà hận, phải không bác Cầm? Thấy chưa, mệt mỏi quá mẹ, đánh đấm như con tèo ấy nên còn đòi hận đấy là vì chiến đấu hết mình cái mà mình cái gì mình hận. Tôi thấy vô lý nhất là ở cái chỗ này, có nghĩa là một là miền Nam giải phóng miền Bắc, hai là miền Bắc giải phóng miền Nam, cái chuyện là cái chuyện đương nhiên là không ai muốn tổ quốc mình cắt đồ cả, nhưng mấy ông nội đúng rồi, mấy ông nội này thì khổ một cái nha, cứ dùng cái từ là má miền Bắc kiểm chứ miền Nam là tao thấy là không vừa, tao không ghét rồi, bởi không có một dân tộc nào trên thế giới này mà muốn chia rẽ cả, chỉ có một mình mấy ông thôi, mấy ông khoái đều có chia rẽ thôi, kỳ lạ. Cái điều đó là nó phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc, có nghĩa là nó bậy bạ nhất trên đời, nó bậy bạ nhất tất cả gì rồi. Chỉ có bao nhiêu thôi, còn đã bậy bạ rồi tiếp bậy bạ tiếp tục, rồi phản đối, rồi xúc xỉm, rồi xỉa xói, rồi xuyên tạc, nói chung là không có thứ gì mà không làm là tao ghét tao thành rồi. Chuyện không có chứ cho có, từ hồi xưa tới giờ tao nói với mày rồi, có bao giờ mà mấy ông nói cái gì mà đúng không, từ gì mập ướt thành đô, rồi biển, rồi cá, rồi cây, rồi cảnh, rồi chúng đều đúng, trước trời là trời, nói chung là không có cái gì ra cái gì cả. Bởi vậy có một cái câu nói là hay mấy ông nói cái gì mà nói ngược lại 100% là trúng 100%, rồi nó kỳ vậy. Thành ra tao ghét tao không thèm, bởi tao không ưa, nó làm cái gì, tao làm được cái gì đâu, cũng làm được. Thế em bảo ngày xưa nha, em nói anh Cầm mày, ngày xưa cái thời trước năm 75 rồi là áo to súng lớn đi đến đâu thì có trực thăng tăng vận, có thiết xa vận, rồi là quân Mỹ 58.000 quân Mỹ, rồi quân chư hầu không cần hạm đội nọ hạm đội kia, nghe mẹ không cần cái lý với mấy ông, nó hẳn là vậy, không cần cái lý mấy ông, bảo mấy nó hẳn là mấy ông đó là càng không nói. Mày thấy từ bao giờ bắt cái ông mà làm chức lớn không, bởi vì họ có kiến thức, họ đầu óc, họ chấp nhận gì đó. Cái hạng thứ nhất là ông Nguyễn Văn Thiệu, thứ hai là ông Nguyễn Công Kỳ, thứ ba là ông Cao Văn Nguyên, thứ tư là Ngô Văn Tưởng, nói chung tất cả mấy cái loại mà tư lệnh dùng đó,
người ta không có gì đấy. À, không có gì hết mà cái đám cò ke lục chốt có thứ hậu bối. Hậu bối là gì? Hậu bối có nghĩa là F2 F3, đó con ăn cháo đủ mà lại lôi choi lên mà tôi ghét tôi mệt thôi, tao không thèm nói chuyện đâu mà tao cũng không ưa, tao cũng chẳng đi. Và nó buồn cười, nó chống buồn cười lắm, nó chống cái gì cũng chống, cây cũng chống, cỏ cũng chống, nó chung tất tần tật. Ông tao không thích vì cho nên tao ghét tao phải, mà nó láo, nó xạo, nó xuyên, nó đạt đủ bờ, nó tầm bậy tầm bạ, cái thứ gì cũng sống ở Mỹ mà đầu đầu óc đầu óc từ toàn hiện tại, cái thứ gì mày cũng bị Mỹ cũng nhất đầu và tào lao, nhìn mà thiệt á. Em nói thật với anh chứ, cái mấy cái ông chống cộng cực đoan ấy, ông cứ bảo cái bọn bộ bà cờ nó có bảo là quân giải phóng phóng với bộ đội Việt Cộng ở trong rừng này là khỉ quân đuôi, là khỉ Trường Sơn. Mà im từ từ em nói với anh cầm nhé. Nó nói thế nó không biết nhục đúng không? Nó là người, còn người ta là khỉ, mà nó thua khỉ nó mới nhục chứ. Hả? Không cần. Nó là người mà nó thua khỉ nó mới nhục chứ. Nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện đó, ông bạn già tao với tao nó nói hoài rồi. Tao là người lính Việt Nam Cộng Hòa, ông ấy cũng là người lính Cộng Hòa, người ta đã xác nhận rồi đó. Bởi vì khi người ta chiến đấu mà có lý tưởng thì đương nhiên ta phải thắng thôi. Và người dân ủng hộ, cũng như đảng phái. Tao nói thiệt mà tao từ xưa tao có nói đảng viên Cộng sản thì tao là có biết con mẹ gì Cộng sản đâu. Tao không biết lý thuyết gì trơn á. Nhưng cái điều á, cái gì cũng vậy, khi người ta có lý tưởng thì được nhân dân ủng hộ. Và đảng phái cũng vậy nữa, có nghĩa là từ hồi xưa tới giờ, từ thời điểm Cộng Hòa, từ thời ông Diệm cho đến ông Thiệu, rồi từ rất là nhiều đảng phái và coi như là tao quyền hoang lạc đó. Nhưng mà chỉ có một cái đảng mà hồi nay là tao được ông gì Lục Thiên Hà từng nói là 92 năm, gần 100 năm rồi mà tao cũng đứng vững. Thì đương nhiên mày phải hiểu, chấp nhận rồi, đa số thắng thiểu số có nghĩa là người dân muốn vậy. Mà nó không hiểu rồi mày, nó cũng ngồi xỉa, nó sói, bắt đầu qua đây, nó đậu chuyển mục tiêu rồi bắt đầu so kè, chửi bới Việt Nam mình, rồi xe, nói chung là nhập khẩu xe, nói chung là chê bai, tích tần tật. Nói chung là rồi bây giờ nó điên rồi, nó cuồng rồi, cho ra giữa điên cuồng rồi, cho ra cái gì đó cũng chê, con cá cái mắm đủ, thậm chí bàn chải nó răng nó cũng chê. Nhưng mà nó đâu có biết là tao, mà thấy nói rằng không, ở đây là báo Trung Quốc hoặc là người Trung Quốc, người ta vẫn phục Việt Nam mình dài dài đó. Tao mới đưa lên đó, người ta mới nói tại sao mà có đất nước cái xíu xíu mà đứng nhất đến gì thế giới đó, khổ vậy. Trong khi đó biển rồi xuất khẩu thế, cái bọn mấy cái gì mà nó chả chê cái bà mẹ đấy. Người dân 97 triệu dân trong nước người ta không chê thì thôi, mẹ ông chạy đến nước ngoài nên mẹ mấy chục năm rồi ông trả về cái đéo thì ông cũng chê. Mà chê thế này này, nó khổ cái là nó chê Việt Nam, nhưng mà bản thân họ sang bên Mỹ sống một đất nước văn minh giàu có, nhưng họ đã làm được cái gì cho đời đâu hả? À, em có thật mày như thế, người Việt chạy sang đấy thì không mấy người được như ông Cẩm à, mấy người được như đau cầm sung sướng thế kia. À, cứ kêu Việt Nam thế này, Việt Nam thế khác. Nói là người ta đánh vỡ mồm mà mệt quá, tăng đâu thèm cái gì đó, gì đó anh Minh. Dạ, cho mấy bác coi Úc khoe Việt Nam phát triển nè. Đúng rồi, thì thông tin mới về cầu Thủ Thiêm nó đang tiến thành. Nó đang cập nhật. Xin lỗi, em nói này cầm nhé. Nó lại kém. Phát triển hay không em không biết, nhưng em bây giờ này bảo hiểm y tế 100% à, cứ ốm cái là ra viện là nằm à. Vấn đề để chồng mình nói tiếp không anh gì anh xin lỗi lính sao tăng anh Hoàng Dung nói đi không sao. Không, em cứ gì chút chen vô không sao. Mày đưa cái máy tính rồi đó, sát ngay chút coi rồi sao nói đi. Việt Nam phát triển phải không? Dạ, đây là cầu Thủ Thiêm nó đang tiến thành. Ừ. Hình như để không đọc được rõ. Đây, biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Cầu dây văng dài 1.4 km với 6 làn xe. Vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng. Khánh thành ngày 28 tháng 4. Được xem là điểm vững quan trọng trong thành phố. Cho coi YouTube luôn. Cầu Thủ Thiêm 2 phải không? Dạ. Chính thức khánh thành ngày 28 tháng 4, đẹp quên lối về trên mặt cầu, dây văn biểu tượng mới. Đây là có. Khoan. Đây tôi coi.
Đây là nhớ 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 ai cũng biết cầu này ha. Hả? Cầu Phú Mỹ nè. Trời ơi, thì cầu đó đây. Và cho nó thèm chơi. Độc đáo trên mặt cầu dây văng trước ngày thông xe. Chính thức cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được thông xe vào ngày 28 tháng 4. Liệu có thủ thiêm vào cắt băng khánh thành? Đủ quá đẹp ha. Còn chưa đầy một tuần nữa, người dân thành phố sẽ đón những niềm vui lớn. Từ việc nghỉ lễ dài ngày, ăn chơi thả ga chào đón 47 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4, cho đến chứng kiến hàng loạt công trình được xem là làm đẹp bộ mặt thành phố. Đó không phải là những chung cư căn hộ hào nhoáng xa hoa, đẳng cấp quốc tế, mà đó là những công trình mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Lần lượt sẽ được khánh thành những công trình hoàn thành, cho đến công trình hư hỏng xuống cấp mấy lâu sẽ được tái khởi công. Chắc chắn những ngày này lãnh đạo thành phố vô cùng bận rộn với lịch dày đặc để tham dự lễ khởi công và lễ khánh thành. Theo đó, dịp này, thành phố Hồ Chí Minh đậm thổ khởi công 4 công trình nhà ở xã hội, gồm dự án nhà lưu trú công nhân khu chế xuất Lương Trung 2, dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc khu dân cư phường Đẹp quá, đẹp quá. Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc khu nhà ở Nguyên Sơn, và đặc biệt nhất là thôi được rồi, có nghĩa là mình cho vậy được rồi, nhưng mà có cái điều là như vậy á, mình hỏi một câu vậy, Việt Nam có phát triển hay là không? Phải không Việt Nam? Việt Nam có lên chơi không? Thôi trụ của tao chắc là cũng dẹp bây giờ đó. Cười cười gì vậy? Được quá. Không, em nói chung là ở đây á, cái cầu này nó không có rẻ tiền, mấy chục ngàn tỷ được, đúng không? Cho nên vì cái chỗ đó mà không thể nào nói là cái cầu này bệnh như vậy thì mình chứng tỏ là Việt Nam có phát triển hay là không. Nhưng mà tôi nói tụi nó xí xó, nói chung là không bệnh quá, đều nhắc tới cái tụi đó, tụi tao tôi không có muốn ăn cơm, đồ có ăn ngốc tào lao luôn mà bà thiệt không hồ. Họ tự bấm vào chân họ. Bố thấy không? Bố thấy không là bao nhiêu năm nay rồi, mấy anh chị em đó rồi những cái bác lớn tuổi đó, người ta vẫn cứ chống vậy à? Đúng rồi. Thì con mới xem cái clip mà bố chia sẻ cái trên cái kênh Trực Diện TV ấy, thì đúng con rồi. Mới thấy được cái hình như cái tìm hiểu của người Việt mình đi xa quê hương hình như có phần bị hạn chế. Bởi vì thực ra mà nói thì cái vấn đề mà người ta mượn cái việc của chị Phương Hằng để người ta xuyên tạc cộng với lại cái việc 47 năm á, thì con thấy nó rất là buồn cười. Bởi vì sao? Bởi vì thì ví dụ như là một người Mỹ hẳn hoi luôn, Mỹ da trắng luôn, mà người ta sang Việt Nam, người ta chỉ có quốc tịch Mỹ thôi, mà người ta vi phạm pháp luật thì Việt Nam mà không thuộc quyền miễn trừ ngoại giao theo công ước quốc tế, thì người ta vẫn bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, đó là chuyện bình thường. Và anh mang quốc tịch Việt Nam, anh ở nước ngoài, thế nhưng anh vi phạm mà không có dẫn độ thì cái việc đó Việt Nam cũng đâu có xử lý được đâu. Thì cái chuyện đó đối với Mỹ hay quốc gia khác nó cũng hoàn toàn bình thường, nó không có gì cả. Thế nhưng người ta cứ muốn là người ta ôm cái lòng thù hận, người ta kêu gọi, người ta nói xấu, rồi người ta kêu là người Việt ở nước ngoài thì đừng có lấy quốc tịch Việt Nam, không là bị xét xử theo pháp luật Việt Nam. Nếu như bất kỳ ai, bất kỳ công dân của nước nào trên quốc tế về Việt Nam mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì đều bị xử lý hết. Nó ngu đến mức độ là nó không hiểu về đề luật pháp luôn, nó không hiểu được về pháp quốc tế luôn. Thật ra vì ở chỗ nó buồn cười, ở chỗ là nhiều khi nó đánh đồng, nó đổ đồng rồi kêu vào nó xuyên tạc một cách buồn cười. Nó hay dựa vào, nó dựa dẫm vào những cái mà xảy ra trong nước. Rồi thí dụ như người ta vấn đề của bị bắt, những người mà bị tham nhũng ở trong nước bắt thì bắt đầu nó trêu, nó tu, nó kêu. Tao hỏi mày nguồn tin đó đâu ra? Nguồn tin đó là báo chí Việt Nam, công an Việt Nam và bắt đồng đã đốt lò đưa ra những người đó thì nó mới biết. Đúng không? Nó biết là bắt đầu đi lên quay nó chửi. Rồi mà không làm thì nó cũng chửi, làm thì nó cũng chửi. Không làm thì nó kêu mình phe nhóm và chia chát. Khi bắt ra trị tội nó kêu thấy không, thì chia thấy. Nói chung là cái gì nó cũng được, cái gì được chửi được. Trong khi đó nó chưa biết là ở sở nước sở tại là nước ngay tại nước Mỹ nè. Biết bao nhiêu cái vụ là từ... Tao đưa cho mày mình coi, tao đưa cho mày biết bao nhiêu vụ đó. Thậm chí nó nói đủ thứ không ăn cắp vặt là lính mà cảnh sát Việt Nam nhân văn, cảnh sát Mỹ nhân văn lắm mà thấy đâu ra cảnh sát Mỹ. Đồ mà chung với trong tiệm người ta uy hiếp người ta, đi cướp tiền người ta đó, đó là tin tức, có tin tức này nó có báo đài, có nguồn tin, nó có dẫn nguồn đàng hoàng. Trong khi đó mấy ông nội này toàn bên này nói bị nói cái mỏ ông kêu vỏ mòn đủ chắc mà không có tin tức, không có chứng cứ, không có mẹ trên trời đó, nó khổ chứ. Nó ra bây giờ tao thực sự là đủ mình là thấy ghét mấy cái thằng này.
Thế nhưng mà con thấy lạ là vậy mà vẫn có nhiều người tin, đặc biệt là ở bên Mỹ có nhiều người tin, con mới thấy lạ đó. Thì họ nói là miền Bắc cướp miền Nam. Ủa, một cái chiến tranh công khai phải không? Lên báo chí, lên đài mà sao mà nói mà chiến tranh công khai đã có kết quả. Sao mà nói mà đi cướp? Nó phải chen vô cái chữ. Bộ miền Bắc không phải là người Việt Nam mà, người miền Trung không phải là người Việt Nam mà, người miền Nam không phải là người Việt Nam mà. Mà nó cứ nói miền Bắc cứ làm thế, cái con người của nó không có tính cách đoàn kết và nó không lấy gốc là người Việt. Bởi vì Bắc Trung Nam cũng là người Việt, bởi Bắc Trung Nam, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ là do cái hợp pháp của đồ hộ nó chia ra, chia để dễ trị. Ngày xưa là do lỗi là lỗi của hợp pháp. Đất nước mình chia đôi ra là cũng do ngoại bang, mình mới hiểu cái điều đó mới được. Sau này mình sum họp, mình đoàn kết lại, mình gắn bó một nhà, cái điều đó là quý hơn vàng. Tôi nói từ lâu rồi, có nghĩa là không ai muốn chia cắt đất nước cả. Nhưng mà mấy cái thằng này nó kỳ đó, mà đủ cứ nó có một nội có từ nó không ra phản ảnh con người rồi, xấu xa bị ổi con người đó đủ trụ cái thiệt mẹ sống dưới đâu đó, tao không thì một cái từ không mà nó nói là miền Bắc cướp miền Nam là thằng đó là thuộc là dòi bỏ rồi. Là bởi vì người Bắc cũng là người Việt, người Trung cũng là người Việt, người miền Nam cũng là người Việt. Mà rõ ràng chính nó đã chia ra, thấy rõ ràng không? Có người không? Bất kể miền Nam thắng hay là miền Bắc thắng cũng là người Việt Nam. Và miền Nam đã từng ông Kỳ đó là phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đó. Mình anh em chúng ta làm không được mà người phía bên kia anh em làm được thì chúng ta phải chấp nhận sự thật. Giang Sơn liền một mối, bây giờ chống tới gì? Mà ông nói như vậy mà tụi này đồ cô xứng nít con nít răng đồ má mà hỉ mũi chưa sạch mà đồ mà cũng phải đồ hở ra cái đốt cái chân đồ con người ta nó có cái lỗ bị mà lỗ bị rất là xấu đồ hở nói ra rồi thằng nó nói là bị thằng Gia Kỳ ăn tiền chỉ cộng đồ quá ai mà đụng vô là đồ nó kỳ cục vậy đó, đồ khổ ghê vậy. Thì họ sống từ chối ha, họ không chấp nhận. Nếu mà cãi mà cãi cái đám đó thì thôi khỏi cãi gì cho bà ngủ. Sẽ bị giống như là xử tội nặng. Ok thì ta cái like này ta thử dịch thôi, tôi ra like ngắn thôi cho chung ha. Có gì là ngày mai chúng mình nào mình chuẩn bị tao thông báo trước. Bây giờ mình stop đi, tao mới biết được ghim cái link vô trong. Trong cái ghi cho tụi bay lên chứ tao đâu có biết làm được, tôi mòi chết mẹ luôn, tôi mòi mấy tiếng không còn, đừng có rò mò. Khoan, tôi cầm sẵn đây cho em bổ sung về, nói về về Việt Nam á, giấy tờ về vaccine á. Thì trong trang của nhà nước nước Anh này nó thông báo là cách thủ tục để mà được nhập cảnh vào Việt Nam là Việt Nam chỉ yêu cầu mình có được cái giấy xét nghiệm là mình có thử thử trước 72 giờ, tức là mình thử coi mình có bị nhiễm hay không vậy đó. Rồi, chỉ cần cái giấy đó thôi à. Không cần luôn, vậy tốt rồi. Cái đang kiến nghị và người ta đang chờ tin tức rồi, bây giờ nó cứ chính thức nó kêu ok là đủ mới là xong xuôi rồi đó. Nhưng mà phía bên này là cũng phải xét nghiệm để lên máy bay. Bên này chắc bắt nó bắt buộc 72 tiếng. Ok. Thì bây giờ anh đang coi nè, anh đang theo dõi rồi, thì nằm mà bụp cái là đủ là ta thông báo tụi bay luôn, tao gọi là thông báo luôn ha. Bây giờ nó đang kiến nghị mà Sở Y tế đang kiến nghị Bộ Y tế đang bỏ ra để mà chạy đua với lại cái vấn đề của các nước khu vực xung quanh, nó đang nói về vấn đề coi như du lịch đó, anh đang cạnh tranh vấn đề du lịch ở Việt Nam, mà nếu không làm cái đó thì người ta không tới Việt Nam, người ta tới các nước khác vậy đó. Rồi ok thì anh tức là tức là ta đã, người ta đang kiến nghị mà hiện giờ cả cảng hàng không rồi ta đang làm dữ đó, mà giờ đang hy vọng là bỏ cái đó mình nhẹ gánh chút luôn á. Tức là giống như ai mà làm xưởng hay làm trong công ty á, tức là mỗi tuần mình phải thử mình có bị nhiễm hay không á, là cách thử COVID là y chang như vậy đó. Dạ. Thì mình ai cần thiết thì đi bác sĩ, họ sẽ chu cấp cho mấy cái đồ test đó, mình cứ thử thì dạ. Rồi ok. Vậy thôi. Okay, dạ. Mình thử nghiệm thôi nha. Bye bye mọi người. Dạ. Chào bố Cầm. Dạ chào. Okay.